Nó đỏ ra đứng ngay. Khoan. Trên kia trước kẹo ơi. Ờ đúng rồi, dắt ơi. Nè là chuyện tầm 7 rồi đó. Rồi hiểu chưa? Rồi này làm lại một cái nữa cho coi nè. Gì? Con chuyện đi. Bấm nè. Bấm nè, con làm di chuyển lên giữa chứ con hãy đứng ngay dưới đó luôn. Con chuyện xong rồi con chạy lên. Nè mấy đứa nhìn nè. Rồi nè, con chuyền xong nè, người giữa chuyền xong chạy lên chính giữa nè, đó. Thấy ngang, rồi dắt lên tới cái phỉ hả chuyền, nhìn người hả chuyền. Rồi đứng đó nam, đứng đó nam chuyền lại. Rồi nam chuyền lại rồi, con vòng qua. Ừ. Dắt. Rồi thầy đứng ở đây, chuyền cho thầy. Đó. Nhìn một cái hả chuyền. Dắt lên. Chính giữa, chuyền rồi đứng lại, chạy. Rồi. Được không? Được. Quá trời dễ. Quá trời dễ luôn. Rồi. Ta nào nhấc tay lên. Rồi đứng lên, chân giữa lên bóng. Rồi. Go. Go. Bắt đầu làm đây. Mày khùng gì vậy? Chú ơi, mày chuyện tao nè. Đứng thay lại. Mày nói chuyện đây chứ. Thôi mà. Lấy bóng này không? Nè, lọc. Đúng rồi ba. Hiếu đứng đó. Rồi dắt Hiếu chạy lên vài bước mới được. Đứng lại. Thầy Di chạy lên chút. Rồi Hiếu di chuyển lên chút. Di chuyển lên chút một xíu. Giống bóng từ từ lên đó.